trải qua quá trình tu tập thì quý vị mới đạt được quả vị A La Hán. Phải qua bốn quả thì mới đạt được. A La Hán là gì? Hờ phước danh sắc, gọi là hờ phước của Như A La Hán. A La Hán quý vị còn phải tu thêm, tu tiếp tục và trở nên quả vị cuối cùng, đó là quả vị vô thường chánh đẳng và chánh giác, đó là quả vị cuối cùng. Nhưng để tới quả vị A La Hán là trải qua rất là dài và lâu, không được thối chuyển, vì không thối chuyển nên mới đạt quả vị cuối cùng là quả vị vô thường, quả vị vô thường. Trên kinh Pháp Cú thì chúng ta cũng đã có các bài cũng nói về chớ khinh việc nhỏ, cho là không hại giọt nước dầu ít lần đầy lưu lớn. Điều này có nghĩa là việc nhỏ bất cỡ là một việc gì nhỏ nhất, và chúng ta thường hay lầm tưởng là nó không gây hại, việc nhỏ không gây hại, nhưng mà chớ khinh việc nhỏ cho là không hại, vì sự không hại này mà quý vị mới làm. Và đây là đi đến quá trình của sinh tử. Giọt nước dầu ít, giọt nước dầu ít, nhưng nếu trải qua còn một thời gian nhất định thì sẽ đầy lưu lớn, sẽ đầy lưu lớn. Đó là trên kinh Pháp Cú đã nói với chúng ta biết được là chớ khinh việc nhỏ cho là không hại, giọt nước dầu ít lần đầy lưu lớn. Trên kinh Nhân Quả thì từ nhân sanh cõi, từ nhân sanh cõi, từ nhân mà đoạn ác, từ nhân mà đoạn ác, từ nhân mà được niết bàn. Như vậy thì do đây mà có nhân, do đây mà có nhân. Như này thì theo việc quá, theo việc mà chu trí vợ như vậy thì phần tinh tấn chúng ta nhờ vào đó mà không phóng dật. Từ thấy ngã của vô thường, ngã sở giám sát tử từ không, vì giàu thấy ngã thì cũng có ngã sở, giàu thấy thân cũng có ngã thân, ngã thân sáng trong đây là chẳng thấy thân, dù thấy tâm nhưng chẳng thấy ngã tâm, đó là về các sở ngã sở đắc. Đây là việc mà chúng ta nên hiểu, nên hiểu. Và đó cũng là chính là tâm sở. Đó là sự quan sát quan niệm về việc tu tập tứ huệ, khổ tập diệt đạo là quá trình để tu trí huệ, niệm Phật pháp tăng giới xả thiền trường, là có các kết quả của nó, kết quả của nó không làm cho các trí huệ trở nên tốt đẹp hơn, trở nên tốt đẹp hơn, làm cho chúng ta được lìa tai tiếng, tai tiếng tránh được lìa xa. Và các kết quả của 18 nguyên nhân này
Mình có nguyên nhân là đó là do chúng ta mà. Nguyên tài ha. Khi ta tiến thì tìm xa. Chúng ta không hỷ xả. Chúng ta không hỷ xả. Không thân chư thiên. Không thích làm lộng. Nói vô. Nói lời vô. Vô ích. Nói lời vô ích. Và nằm lâu. Những việc mà. Nói việc ha. Nói việc đời nhiều. Nói việc đời nhiều là tức là nói lời thị phi nhiều. Nói lời thị phi nhiều. Đây cũng là nguyên nhân. Hay là chúng ta làm bạn với bạn, làm cho tâm chúng ta khó chịu, đó là bạn không lành. Tâm thối chuyện. Tâm thối chuyện là chúng ta không đấy ha. Và tiếp theo nữa là chúng ta ngạo mạn, chúng ta khinh khi người khác, khinh dở người khác, đó là những cái việc làm mà chúng ta sẽ khó mà đạt được trí huệ cao, đó là 18 điều, 18 của cái kết quả của mà hồi nãy tôi nói trước trên đó là 19 điều của việc mà trong quá trình tu tập là càng là khó ha. Còn đây là kết quả của 18 điều của việc trí huệ ha. Quý vị đồng tu đừng có nhầm lẫn ha. Không có nhầm lẫn. Chúng ta có 19 điều là của tu tập trong làm tâm khối bất khối chuyển. Còn 18 điều này là quả của trí huệ, hai cái khác nhau ha. Đọc thì việc mà ha, quý vị nghe thì thấy nó na ná giống nhau, nhưng mà nghĩa thì nó khác nhau ha. Quý vị đừng có lầm lẫn ở chỗ này. Tiếp theo, dở quên chẳng ăn uống không điều độ ha. Như vậy thì chúng ta thấy là tất cả những cái việc mà 18 điều này là việc mà cản trở cho quá trình tu trí huệ, chẳng biết đủ ha. Qua không tịch tịnh, chúng ta thấy tâm, chúng ta đang nói về tâm. Như vậy thì chúng ta thấy không biết đủ ha. Chúng ta đang nói không biết đủ. Vì sao không biết đủ ha? Là có nghĩa là chúng ta không hài lòng bất kể là dù việc nhỏ hay là việc lớn ha. Đây là việc mà chúng ta khó nhất thôi. Phàm phu chúng ta ai cũng muốn nhiều hơn ha. Không muốn ít, nhưng mà chúng ta không biết đủ. Điều này có nghĩa là chúng ta cầu quá nhiều, Như vậy khi cầu quá nhiều thì chúng ta sẽ đem lại như là dư ha. Ví dụ quý vị muốn ăn thức ăn nhiều thì quý vị đâm ra bị nặng bụng ha. Hay là quý vị muốn có đồ ăn nhiều để tích trữ nhiều quá nhiều rồi ăn không hết thì đỡ dư, đỡ hơn, đỡ hết. Như vậy thì quý vị gọi là cầu quá nhiều. Đây là cầu quá nhiều. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.